phẩm này thì em giới thiệu sản phẩm này cho mọi người biết nha. Em uống cái này cũng phải cả năm nay rồi, cực kỳ hiệu quả luôn, cực kỳ tốt luôn. Nói chung là hàng Mỹ mà mọi người mà về đây á, mà hàng rẻ quá thì cũng phải coi lại cái chất lượng, coi là hàng thật hay hàng giả nữa ha. Nói chung mấy cái này á, hàng thật hàng giả nó nhiều lắm luôn á, ai mà không biết á, ai mà không chưa bao giờ dùng ha, hoặc là không có người nhà ở bên Mỹ á, mình cứ mua đại á là dễ bị dính hàng giả lắm. Em nói thiệt luôn á, tại vì cái bao bì này á nó giả mấy hồi, nó giả dễ cực kỳ luôn á, cái gì nó. Sản phẩm này thì em giới thiệu sản phẩm này cho mọi người biết nha. Em uống cái này cũng phải cả năm nay rồi, cực kỳ hiệu quả luôn, cực kỳ tốt luôn. Đây, đây em để đây ha. Đó. Thì hiện tại cái One A Day này á là cái One A Day này thì người ta gọi đây là cái vitamin tổng hợp dành cho người lớn. Vitamin tổng hợp có nghĩa là tất cả những cái loại vitamin bổ dành cho cơ thể thì nó tập hợp hết trong một cái viên. Thì một ngày mình chỉ cần uống một viên thôi. Đây, cái tên tiếng Anh của nó là One A Day, có nghĩa là một ngày một viên đó mọi người. Một ngày một viên thôi thì nó sẽ đầy đủ tất cả các vitamin và khoáng chất ha. Vitamin gì thì em liệt kê cho mọi người biết luôn ha. Trong này đây, nó có bảng thành phần của nó nè. Đó, bảng thành phần của nó đây đầy đủ hết luôn á. Rất là tốt, cái này là em đang uống mỗi ngày luôn á. Tại vì nói chung là trên 30 tuổi là các dấu hiệu lão hóa của mình bắt đầu xuất hiện rồi. Thì không phải là những cái vitamin nào mình cũng có thể nạp đủ vào cơ thể. Và mình cũng không phải vitamin nào mình cũng hấp thụ tốt và hiệu quả đâu mọi người. Thì mình uống cái loại này vô nó sẽ giúp mình cái điều đó. Đó. Thì cái này là có vitamin A, A, B, C, D, E, K ha. Đó, rồi canxi, sắt, kẽm, magie. Thì đó, quá trời luôn á. Nói chung là nhiều lắm, ở trong này rất là nhiều. Một ngày một viên thôi. Cái này là dành cho nữ nè. Vitamin One A Day dành cho nữ dưới 50 tuổi. Dưới 50 tuổi thì từ 10, em nghĩ là từ 20 hoặc là 25 tuổi trở lên là mình có thể uống được rồi ha. Thì một viên nó sẽ giúp cho mình hả, chắc xương, bổ xương nè. Làm giúp tim khỏe mạnh nè, giúp bảo vệ cơ thể có chất gọi là cái gì, chất đề kháng tốt nè, làm cho da và tóc nó đẹp hơn nè, làm cho các cơ của mình nó khỏe hơn nè, làm cho mình có nhiều năng lượng để mình hoạt động hơn nè ha. Cái này cực kỳ tốt luôn. Tất cả những cái sản phẩm này đều đồng giá là 630.000. Em không biết, tại vì có khách tới hỏi em là xem ơi sao cái này em bán mắc quá vậy, có nhiều chỗ nó bán rẻ hơn nhiều luôn á, chỉ có 500 mấy à. Thì cái này em nói thiệt luôn, thì giá thì mỗi shop mỗi giá, không phải là shop nào nó cũng giống giá nhau đâu. Với lại á, nhà hàng của em á là người nhà gửi về, chứ không phải là mua đi bán lại ha mọi người ha. Người nhà gửi về có nghĩa là sẽ gom thành một đợt thùng hàng nhiều ơi là nhiều vậy đó, nhiều những cái hàng hóa, nhiều đa dạng mặt hàng gom về đóng trong một cái thùng xong rồi gửi về cho em. Thì cái phí ship mà mỗi lần mà ship về Việt Nam mình á, nó rất là cao. Hồi đó trước khi dịch á thì cái phí ship á tầm đâu là 8-9 đô một ký, nhưng mà bây giờ nó lên tới 10-11 đô một ký nha mọi người. Một ký nó về đây là hết hơn 10 đô của em rồi. Thì bây giờ tất nhiên là mọi người phải suy nghĩ là cái giá nó phải cao hơn một chút xíu. Còn nếu mà ai mà giá mà thấp quá thì cũng phải suy nghĩ lại. Đó, nói chung là hàng Mỹ mà mọi người mà về đây á, mà hàng rẻ quá thì cũng phải coi lại cái chất lượng, coi là hàng thật hay hàng giả nữa ha. Nói chung mấy cái này á, hàng thật hàng giả nó nhiều lắm luôn á, ai mà không biết á, ai mà không chưa bao giờ dùng ha, hoặc là không có người nhà bên Mỹ á, mình cứ mua đại á là dễ bị dính hàng giả lắm. Em nói thiệt luôn á, tại vì cái bao bì này á nó giả mấy hồi, nó giả dễ cực kỳ luôn á, cái gì nó cũng có thể giả được hết á. Thì á, bill bọt là em có hết nên mọi người đừng có lo ha. Muốn kiểm tra gì cứ hỏi em cho kiểm tra đầy đủ hết trơn á. Trước khi mua hàng em chụp tất cả các góc hũ này cho mọi người kiểm tra luôn. Đó. Rồi ha mọi người ha, hai cái hũ màu cam này á, cái này là dành cho nữ dưới 50 tuổi và cái này dành cho nữ trên 50 tuổi ha. Cái này làm quà tặng là cực kỳ thiết thực luôn á, mấy anh mua về làm quà tặng cho vợ nè, làm quà tặng cho mẹ nè, là cực kỳ thiết thực luôn á. Cái trên 50 tuổi này á, nó sẽ giúp cái gì,
trên 50 tuổi này á, thì có những cái thành phần nó sẽ hơi khác so với là dưới 50 tuổi. Tại vì trên 50 tuổi thì có những cái sức khỏe của mình nó sẽ biến đổi hơn rồi, nó sẽ thiếu ví như là mắt mờ hơn nè, mắt kém hơn nè, rồi não á, sẽ bị suy giảm hơn nè, không còn linh động giống như là người trẻ nữa. Đó, cứ mỗi cái độ tuổi nó sẽ thay đổi cái sức khỏe khác nhau. Thì cái hũ mà dành cho nữ trên 50 tuổi á, nó sẽ bổ sung những cái khoáng chất phù hợp với như sức khỏe, ví như là bổ tim nè, tim sẽ khỏe mạnh hơn ha, đập tốt hơn, rồi đập tim nói chung là đập tốt hơn, đều hơn, thì nó sẽ truyền máu lên não tốt hơn. Cái thứ hai là sẽ bổ mắt nữa nè. Đó, bổ mắt, lớn tuổi rồi mắt sẽ kém hơn, mờ hơn. Đó, rồi ví dụ như mà có những cô hoặc là bà lớn tuổi á, thì mắt sẽ bị kém đó, bị đục thủy tinh thể nè, rồi bị cườm nè, đó là do cái mắt của mình nó bị thiếu chất chẳng hạn, nó sẽ sinh ra những cái bệnh như vậy ha. Đó, thì cái này nó sẽ bổ mắt và bổ xương. Đó, xương sẽ giúp cho họ, cho canxi. Người già thì giúp cho canxi họ cứng cáp hơn. Thì người già thì sẽ bị thiếu hụt canxi rất là trầm trọng, hoặc là họ không có hấp thụ canxi từ thực phẩm được, thì mình có thể uống loại này ha. Và tiếp theo là bổ não. Đó, bổ não ha mọi người ha, bổ não, não sẽ minh mẫn hơn. Đó, uống vào sẽ minh mẫn hơn ha, rồi làm cho có năng lượng nhiều hơn nè, nhiều năng lượng hơn. Rồi cuối cùng là nó bảo vệ cái gọi là cái gì, nói chung là bảo vệ sức khỏe toàn diện luôn mọi người ha. Thì đối với nam giới cũng vậy ha, đối với nam giới thì cũng y chang như vậy luôn. Đó, nó chia hai loại là nam nữ, cũng nam dưới 50 tuổi và nam trên 50 tuổi. Đó, cái này mình uống nè, rồi cái này mình tặng ba mình uống nè. Chỉ cần một viên thôi, chỉ cần một viên thôi là đầy đủ tất cả các vitamin rồi. Nên mọi người á, ví dụ như ba mẹ á, không cần phải uống nhiều loại vitamin khác nhau nữa. Chỉ cần uống một loại này thôi thì nó đã cung cấp đầy đủ tất cả các loại vitamin dành cho cơ thể rồi ha. Mình không cần phải uống nhiều loại thuốc khác nhau ha, rất là tốt. Trong trường hợp mà ba mẹ mình người lớn tuổi mà không có bị bệnh nền thì quá tốt rồi ha. Cái đó là một tin mừng rồi. Người lớn tuổi mà không có bệnh nền là quá tốt rồi, quá may mắn rồi. Thì mình nên bổ sung thêm những cái vitamin này để cho cơ thể mình nó khỏe mạnh hơn, ba mẹ mình có thể khỏe mạnh hơn nè, linh hoạt hơn nè, minh mẫn hơn nè. Đó, đây là món quà thiết thực luôn á mọi người ha. Giá của nó thì siêu rẻ, nói chung là em bán từ hồi nào giờ giá không hề thay đổi luôn á mọi người. Giá rất là bình ổn, ở bên Mỹ nó có tăng giá cỡ nào em vẫn để cái giá này cho mọi người luôn á. Chỉ có 630.000 một hũ thôi. Một hũ này á, là tới 300 viên lận, 300 viên là mình uống được 10 tháng lận á mọi người. Trời, 10 tháng là uống rất là lâu luôn á. Mà cái đát em lấy về nó xa lắm, tới 2023 lận, nên mọi người cứ yên tâm nha. Ví dụ như bây giờ là 2022 đi, 2022 đi, mình uống là 2023. Đó, là chưa tới 2023 là hết rồi. Tại vì có 10 tháng à, bây giờ là tháng 12 mà thôi, mình tính là tháng 1 luôn đi ha. Mình uống 10 tháng là tầm là tháng 10 2022 là hết một hũ rồi. Đó, nên mọi người hãy tranh thủ mua về uống và hoặc là tặng cho ba mẹ ha. Những cái đáp này rất là xa, tới 2023 lận, mọi người cứ yên tâm. Tháng 6 2023 nè, tháng 4 2023, tháng 5 2023, rất là xa, đã rất xa, cứ yên tâm sử dụng ha. Đây, ai chốt đơn thì để lại bình luận giúp em là vitamin tổng hợp dành cho người lớn ha, hoặc là one a day gì đó, rồi để lại bình luận cho em đi, rồi em sẽ ship hàng cho mọi người nha, miễn phí ship cho mọi người luôn. Rồi, hello mọi người còn cần cái sản phẩm nào không thì để lại bình luận giúp em nha. Tại nói chung là cũng nhiều sản phẩm lắm, mình không thể nào mà giới thiệu hết được. Có sản phẩm nào thì mọi người cứ nhớ.